Rồi, ok, chào các bạn. Mình là Lá Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Samurai Warriors 4.2 tiếp. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi leo tháp với bạn Trần Phương Trúc Anh ha. Thì mình mới chỉnh lại tạo hình cho Trúc Anh tí. Thứ nhất là mình cho đổi luôn cái phần nón của ninja và mình cho đeo thêm một cái băng bịt mắt nữa. Tất nhiên là cái đó là để phong ấn sức mạnh thôi chứ không phải là để gì cả. Bây giờ nhìn thì nó chất hơn hôm qua rồi. Hôm qua nhìn thì cái mặt với lại cái phần chiến đấu nó không có khớp nhau lắm. Ây chà, phụ mấy thằng này đánh trả là cũng quyết liệt lắm đó chứ. Nhưng mà làm sao mà chơi lại với chị bắn thịt Trúc Anh đây. Với lại mình nâng cấp skill cho Trúc Anh là thành ra bây giờ Trúc Anh đánh là rất là đỉnh luôn. Không những kiếm tiền vậy nào lên kinh nghiệm rất là nhanh các bạn. Hôm qua lên kinh nghiệm vậy là còn hơi chậm, dù là lên chế độ khó rồi mà hết một màn mới lên được level 15 thôi. Mấy cấp đầu nó lên tương đối nhanh, thành ra lên gì là chậm nha các bạn. Rồi 1 2 3 4, cái này thì đùa với chị. Đây cái thức thứ ba giờ chém được 2 phát rồi. Ui dạ, hay dạ. Cái chiêu này của Trúc Anh lại hay hơn so với lại bật nộ lên nha. Tức là sát thương yếu hơn nhưng mà nó đánh rất là dễ trúng, còn cái chiêu kia nó đánh có một đường, thành ra là tỷ lệ hụt nó hơi cao. À con bé nó né được các bạn. Nãy giờ mình chưa gồng chiêu đặc biệt của Trúc Anh lên nữa đó. Thấy vậy? Để gồng cái. Rồi bây giờ vừa đánh vừa nổ nè. Chiêu nổ này cũng khá là lợi hại. Chưa ninja này là hơi bị đỉnh luôn. Đánh thường mà cái bản Samurai Warriors này nó tính lại rồi, thành ra là đánh rất là hiệu quả. Rồi cái thức thứ nhất là chuyên đánh chiêu đánh solo các bạn. Nói chung là tướng power thì hầu như là không sợ chiêu yếu, chỉ có sợ là chiêu không đủ đa dạng để đánh thôi, thành ra là khá ok. Từ để bật lên đó. Đây khoảng dày nè, mình càng nó mới phê đó. Ví dụ là vừa chém ra mà đạn nổ luôn, tất nhiên là nhân vật này còn yếu nên mình chỉ bắt đầu ở tầng 31 thôi các bạn nha, chứ mình leo lên đến tầng 88 rồi. Ở đây tướng này đánh nhím tướng này hơi nguy hiểm, thật ra là chủ là tướng này đánh nhanh thôi chứ không có gì hết. Nào nhào vô, cái này nó không có bị choáng các bạn không, mình đánh nó vẫn đánh lại được. Rồi đây vô, vẫn mất máu nha. Rồi ráng tung đồ vật cái nào. Đây 1 2, xả như đó thôi là đủ về để làm thịt chân luôn rồi các bạn. Không biết các bạn có bao giờ thử bầm thịt ra rồi bỏ vô nồi hấp chưa. Nói chung là giống như chân cách thủy á, bỏ nó vô một cái dĩa hay một cái chén vậy, sau đó là chúng ta chân trong cái nồi nước tương đối nồng. Tạm nói chung là lấy ra ăn cực ngon các bạn. Tất nhiên là phải thêm tỏi thêm đồ vô nha, chứ là thêm tỏi thêm hành vô tất nhiên nó mới ngon. Việt Nam mình thì được ưu tiên, tuy nhiên nó ưu đãi về gia vị mà chúng ta có rất nhiều loại gia vị để dùng luôn. Rồi ok, gì thì gì, chúng ta càng lính xong cái đã là lên trên kia xử hàng tướng sao. Trúc Anh bây giờ mình nâng cái chiêu vàng lên rồi, thành ra bây giờ khả năng Trúc Anh lấy được vũ khí tốt nó sẽ nhiều hơn. Hôm qua là khả năng lấy vũ khí của Trúc Anh mèo quá, lấy được mỗi cái cây rìu này là có giá trị thôi. Mà hình như mình quên đổi rìu của Trúc Anh thì phải đổi, là đổi nãy đổi cho ông Shibata chứ không phải đổi cho Trúc Anh. Trúc Anh vẫn đang cầm cái rìu cấp 1 rồi phải. Thôi không sao, lát nữa ra kiếm cái rìu xịn đưa luôn. Cái rìu đó là level 10 thì cũng chả đáng cái gì. Rồi ok, nhào vô đây. Thằng này được búp đỏ rồi, nguy hiểm nè. Quay hướng về dễ. Cho chơi World of Rookie á, nhiều lúc có nhiều cảnh không có quay hướng được. Nhưng mà đúng là một số nhân vật không có quay hướng được. Nếu như bà nữ hoa đó, bà đánh rất là nhanh nhưng mà không có quay hướng được. Rồi để thử coi.
Rồi, ok, không có bị lòi mắt ra nữa là ngon rồi. Đây, có chỉnh lại chút xíu là được á, mà tại game này một số cái nó bị bất các bạn hiểu không? Thôi, chuyện game bị bất nó là chuyện thường. À, không quên hết năng lượng là không tung chiêu được. Ôi trời. Thằng Takaoda này nó quýnh kinh lắm. Nhưng mà mình còn đủ sức để đánh trả. Trời ơi, lấy được đồ búp không ấy. Phải lấy được vũ khí 30 thì búp này nó mới có giá trị. Còn thôi lên được hai mấy thì cũng không giá trị mấy. Kêu là vô được xài cái vũ khí này chút anh đi nó hơi khum khum xuống nữa, thành ra là bị cái là nó không có thể hiện được đúng cái chiều cao của nhân vật. Chúng ta sẽ cảm giác là bạn trúc anh này hơi lùn. Rồi, ok, chúng ta đi tiếp nào. Nãy giờ chưa lấy được cái gì nhiều. Chưa xài được mấy cái chiêu đặc biệt của nhân vật, có thể nó lại lợi ngược lại cái là nó hồi nhanh hơn so với những cái chiêu chung. Nhưng mà tất nhiên là nó hồi nhanh thì nó cũng mau hết. Được cái này mất cái kia các bạn. Rồi đây vô ninja, chị đây cũng là ninja. Nhưng mà đẳng cấp thì khác với mấy chú. Thật ra mình nghĩ cái này chắc là phân dụng phân thân chiến thuật tới. Đi ra đâu ra đông dữ vậy. 1, 2 à, quá đỉnh. À, giờ chiêu thức gần đủ hết rồi. Hình như lên level 21 á, là đủ hết chiêu các bạn. Nhân vật nào cũng vậy. Vấn đề là lên rồi có mạnh hay không. Bài đặt trốn thì cái đứa... quên mấy cái đứa trốn là mấy đứa lì các bạn. Mấy đứa trốn nó mạnh lắm. Ôi trời ơi. Thì chiêu số 4 của này món cầm rìu này hơi lợi hại. 1, 2 rồi xong. Dính ngay động vật thì làm sao sống nổi. Trời ơi, ra chai rượu rồi nó buồn con đời chứ không. Ở đó mình không chê chai rượu nó là bức mana, tại vì mana thì mình không cần lắm. Rồi tới đây quýnh hơi nặng rồi tại vũ khí bèo quá. Chúc anh thì mình búp đường công, đường thủ, đường tốc độ thì cũng đủ hết rồi. Nhưng mà có điều là tại vũ khí nhưng mà còn bèo. Mà phần này thì tập này tầng này thôi không dùng được chiêu, tại vì chiêu nó tới lúc này thì cũng chả được nhiêu nữa. Tầng sau lên xài luôn, không là tuần sau lại phải đợi nữa. Bây giờ nhìn chú anh đẹp hết, mặc dù là nhìn bạn chú anh ở ngoài đời thì cái trong tấm hình mình coi thì bạn ấy để tóc không có cột kéo lên giống vậy, để tóc xõa, bạn ấy tóc ngang vai thôi, nhưng mà cái tạo hình hôm qua thì nó không được đẹp cho lắm. Anh đã thấy vậy giống cho bạn ấy hình đẹp hơn. Có điều cái vũ khí này nó khiến cho bạn đứng phải, bạn ấy đứng phải khòm lưng đó mà. Có lẽ nên mình nên tăng độ cao, chiều cao cho nhân vật này một tí có lẽ sẽ hợp hơn, chứ thấy bây giờ nhiều khi bạn ấy hơi thấp. Rồi đây bật, cũng may là mình bật cái đó lên kịp nên nó không có mất máu. Rồi đây có phân thân chỉ thuật luôn, vậy đây là ninja mà. Có quýnh xuyên qua luôn. Bật lấy được cái chiêu mà nó tăng kinh nghiệm rồi, nhân vật chúng ta trong bản này nó lên level lẹ lắm. Warrior Orochi thì nó cho phép chúng ta lấy, nó cộng kinh nghiệm cho nhân của nhân vật này cho nhân vật kia, đúng rồi, kinh nghiệm mà chúng ta xài chung trong kho đó. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn không bằng được cái chiêu bên này. Bên này mà đã kích được cái chiêu nâng kinh nghiệm lên rồi là khỏi chê luôn, tha hồ chơi. Ây da, cũng dính một miếng hả? Hơi buồn. Mà thôi không sao, dính một miếng thôi. Ây da, sao miễn là lên nó nọt lên chiêu là được rồi, trúng đạn miếng chả sao. Mấy tầng này sát thương của lính chưa cao các bạn, chúng ta chơi khỏi lo. Điều nào các bạn chơi Nightmare hay là Chao hay là lên khoảng chừng tầng 70 nó đánh mới đau, còn tới tầng này nó quýnh được. Đặc biệt chiêu của bà cô Soso hồi nhanh nha, thành ra mình khuyên các bạn là ai chơi cái bản này á, ráng nâng cho bà cô Soso sớm á. Có chiêu chiếu đèn này của bà ấy là rất là đã luôn. Rồi đã lỡ rồi, bật cái gì lên chơi luôn, kẻ thù còn nhiều mà. Mới đánh được con tướng chứ mấy.
chẳng mấy chốc mà lên được ngàn lính, phải chi lên ngàn lính mà lên được ở tầng của boss thì khá là hay. Tầng này vẫn là quái thường thôi mà không sao, có ngàn này là xài là ngon rồi. Kêu thì nâng chưa đủ, nhưng mà mấy cái thuộc tính thì nâng đủ rồi. Rồi đây chiêu sức thứ ba là đủ rồi các bạn. Giờ quất là dính rồi, không nói nhiều. Này kỵ binh này cũng gục hết. Quýnh kỵ binh đôi khi nó ra đồ nha, là kỵ binh lính xịn mà đôi khi nó ra đồ, đôi khi nhá, không phải lúc nào cũng chắc kéo cú là nó ra đồ đâu, hên xui thôi. Hai cái món vũ khí mà nhiều lúc thấy cái rìu nó bự gần bằng mà chút anh luôn á. Ok, tầng này đánh với bạc Kosuko các bạn ơi. Rồi đây, vô. Ây da, rồi thôi dồn lên đánh luôn thể các bạn. Đánh lẻ mà tất tốn chiêu nữa. Dồn lên lấy chiêu xả luôn thể. Rồi, gồng lên cái chơi gì đâu. Sumo bài đặc trưởng hả? Quýnh này, chiêu mà đập đất này của Trúc Anh khá là lợi hại nha các bạn. Ảnh nó đánh nó lấn dần lên rồi là rất khó đánh hụt. Mặc dù là đôi khi là bị, ví dụ như vô góc thì có thể nó bị lệch đàm đi một tí thôi, nhưng mà nhìn chung thì nó rất là hữu dụng. Này chưa chơi chiêu hút nha. Không mà tại nó lúc mà nó bật được chiêu lên chiêu đó là mình nó hai bơ, dùng đòn hai bơ có rất nhiều cách để đòn hai đòn hai bơ các bạn. Đây thì không có Chumusu cho nên là cái đòn đánh của Trúc Anh nó hơi ngắn thôi. Hôm qua tung được đòn Chumusu mấy lần với ông Mago Ichisaka đó là Trúc Anh là này tung cái đòn chém nó dài cực kỳ mạnh luôn. Rồi đây bật cái này lên, còn đánh với ông Goemon thì hơi mệt, tại ông này tướng sức mạnh là đánh hơi lì tí. Trúc Anh này ta chưa luyện được cái chiêu lên mana lẹ, thành ra vô trường hợp này hơi dở. Chứ là mình mới có hai cây mana, nó đôi khi hơi thiếu mana để xài. Đánh boss thì luôn nó cảm giác nó khó hơn tí. Rồi đây, lại ba ông Goemon lận, ông này cũng là ninja nha các bạn. À, phải không? Chiêu của ông Goemon hồi cực nhanh luôn. Ai chà, giờ mới hồi được thì hơi dở, còn mấy thằng lính phá đám kinh vậy. Rồi một tướng gục, chạy nhanh, ông Goemon đó ông bắn pháo đấy. Không biết chết không? À không chết, tại chưa kéo máu về đủ. Giờ thì đủ rồi, tại nhân vật mình level còn thấp, thành ra là à hay quá, mình đánh trúng bản thể luôn. Phân ninja có chuyên phân thân mà các bạn, thành ra là cái đó là cái mình đánh trúng bản thể là chết. Sumo cầm nguyên cây gỗ là cái thằng lì lắm đó nha. Tuy nhiên trên thực tế thì bởi vì Sumo không có ra trận nha các bạn, họ chỉ là giống như là để thao hoạt động văn hóa truyền thống của Nhật Bản thôi. Nhưng mà trong game thì nhiều khi họ cũng là một dạng nhân vật có thể dùng. Này trưởng hai này. Này thì rồi bật nổ lên luôn. Nói chung là cái này là không ấn sức mạnh thôi đấy. Tập sau chắc cho Trúc Anh bật xanh gan lên đánh cho nó đã. Rồi ok, đang có nổ mà đánh cho đã. Rồi, trời, nổ mau hết thế nhỉ. Rồi, tính ra bộ đồ ninja, nữ ninja này đẹp ghê chứ. Rồi vô chơi tiếp. Đây có cái này rồi, lên kinh nghiệm lẹ là hồi lại thôi, gì đâu. Rồi đây tha hồ mà chơi, càng lính đã luôn. Giờ tới mất máu cũng không lo nữa.
Wow, đòn hai bơ đó hơi bị đẹp. Đùa với chị à. Tính ra mà vẫn dở nãy giờ quýnh ra tiền nhiều quá. Tiền là giờ mình dư rồi, mình đang cần kinh nghiệm với Trúc Anh thôi. À rồi rồi rồi, má chiêu rồi, hay quá. Đây, đủ thức cho Trúc Anh rồi đây. 4 thức đều đã đủ. Lưu ý là các bạn chơi Warrior Orochi hay mấy các bạn Samurai Warriors cũ là nó chỉ có 3 thức thôi nha, không có 4 thức đâu. Rồi, ok. Rồi, chơi nào. Thúc đầu hụt như vô vô cột, nhưng mà có điều là gì. Nhưng mà vẫn mạnh như thường. Hay chà, đánh lại phóng quả các bạn. Rồi, ok. Đây, tha hồ mà càng. Rồi, để gồng đã chứ nãy giờ chưa gồng nữa đấy. Rồi, bật đạn hổ lên là chết rồi. Thật ra đạn nổ thì nó cũng không mạnh lắm, vấn đề nó gây thương lan các bạn. Ây da. Rồi, chú này muốn chết. Ôi giời ơi. Chết chưa. Rồi, ok. Hai chặt. Chưa hồi chiêu xong các bạn, hơi dở. Sao mà này càng bộ binh nó có cái gì đâu, càng mà 300 đứa dễ với mình rồi. Tự nhiên có mấy đứa đứng lẻ mày làm gì không biết. Thật ra vô càng, cả mình vô càng nó đâu càng cái đám dưới kia là lầy. Hãy qua vô đi cho đánh xíu cho vui thôi. Coi có gì trong này, không có gì hết thôi. Rồi, ây da, vừa mới gồng lên là bị nó chơi, tức thiệt. Rồi sao gồng lại gì đâu. Cái trời, kỵ binh nó hút phát văng nóc luôn. Này thì hút chị văng nóc à. À dễ thế thì chị cho mấy chú lên đỉnh luôn. Rồi, này thì nhào vô rồi. Nhào vô, nhào vô. Nhào vô. Nhào vô đi cưng. Nổ thì nó đánh lính cực kỳ tốt các bạn, tại nó lan. Bây giờ nó không cho mình gồng các bạn. Không biết mình gồng mạnh. Rồi. Này thì này thì này thì. Này thì. Đủ chiêu rồi, mấy chú đừng có đùa. Trời ơi, sao lại lên ngay lúc này. Đúng lúc mình đầy 2000 lính nữa mới khổ chứ. Thiệt xui. Thật ra nếu mà ai mà chơi này mà giỏi tính toán sẽ canh vừa đủ để lên tầng boss rồi mình được ngàn lính luôn. Để mà ngàn KO á, để mà được búp luôn quýnh cho nó dễ. Nhưng mà tại mình quýnh cảm tính rồi, đôi khi mình canh hụt. Không sao mà mới tầng 37 rồi biết đâu lên tầng 40 lại được 3000 sao. Chủ yếu đến này chơi kiếm vũ khí cho Trúc Anh, như là kiếm đủ ngọc để nâng cho con bé Lolita kia thôi. Con bé Rasia đó mà mình hay kêu Lolita cho vui. Rồi thôi không lấy cái khiên nữa làm cái gì. Tại giờ mà này cũng chưa thấy có đứa nào mà nó có khả năng nó gây sát thương cho mình. Rồi để coi nào. À nó khóa cửa, lỡ nào mình không lên được. Rồi ok, ồ đâm liên hoàn kinh đấy. Nhưng mà gặp phải rìu thương mà gặp rìu là thấy xong rồi. Ai chơi tôi lần quơ là thấy biết là lính cầm thương mà gặp phải lính cầm rìu là thấy tắt đài rồi đó. Cái đó mình nói thiệt.
một thằng cầm rìu nó chấp ba thằng cầm thương, nó nhào vô nó chém là nên khóc luôn. Mấy ông lính gia lính thương của Jack Ma bài đặt vàng pha lăng lên thủ mấy thằng rìu ba kia, nó nhào vô nó chém là như đúng rồi luôn các bạn. À tính chơi chiêu đó hả? Cái gì chứ lướt thì ninja đâu có chịu ai. Đây 1 2 ha ha, rồi ok vô chơi tiếp. Nãy lướt hơi quá hết mới hết nộ rồi các bạn, chú ý là phải có nộ mới lướt được nha. Rồi giải tán mấy thằng lính đã, mình vô mình nói chuyện với thằng tướng của nó. Ây da, hàng này nó đánh hai bờ kinh thế nhỉ. Một thằng là tướng normal, một thằng là tướng đặc biệt mà nó có loại được một tướng là thấy ngon cơm rồi. Quan quan đồ trước. Ây da, này thì giỡn với chị và còn nhiều lắm. Ây da, quên mất mấy thằng cầm sphere nó kháng đam. Cái lâu vậy nó kháng choáng. Ây da, để ra tới thức thứ tư hơi khó, để xài thức thứ ba đi. Ây da, đã thế thì chơi chiêu này. Mấy chú này là cũng làm khó được mình đấy chứ đùa đâu. Nhưng mà cũng tới đây thôi, xả tè tua luôn. Rồi, ok, vô. Chà, chưa hồi xong, nó hơi dở nha. Ồ, mà này nhiều thằng ném lụ lắm các bạn ơi. Chà, pha này nguy hiểm rồi nha, mấy thằng này đứng yên là mình canh kỹ, nó chọi mấy phát là mất máu kinh lắm á. Mấy này bị cái nó ra đòn chậm thôi chứ mà nó rất là nguy hiểm. Mấy này nó cũng là dạng ninja đó, nhưng không phải là dạng ninja ném lụ chứ không phải là mấy cái thằng nông dân ném lụ như trong bản Shogun 2 đâu. Này thì ninja ném lụ này, chỉ đây cũng là ninja mà. Này thì chơi vừa chơi thổ độ mà vừa chơi quả độ luôn. Đó thấy chưa, nó ném một cái là thấy mấy cụm trời liền. Tưởng là loại được hết lính của đối phương rồi mà nào ngờ vẫn dính trưởng đấy. Này ôi trời ơi, mà bật nổ lên liền. Nó có cái lão này đang ở đây nữa là làm gì dễ ăn. Chết chưa, hên quá vừa đúng lúc hết nộ các bạn. Cái góc camera nó bị lỗi làm nào không thấy được cái điệu múa của chúng anh lúc khi mà kết thúc cái nộ. Chết mồ lên gặp boss mà lại gần hết máu mới chết tôi. Chết mồ đánh solo mà còn gặp ông này nữa hả, hết nộ rồi. Ây chà, chết rồi, chết rồi. Lại đánh phải giết được ông này cùng lúc với lại ông Uesugi Kenshin. Có nộ dễ chơi, nãy không biết lỡ xài hết cái nộ rồi. Hai ông này không chết cùng lúc, ông một lúc sau là ông kia ra lại. Hai ông này mà liên thủ là kinh lắm. Chết mà ông đã thua ở đây ta, nhục thế. Ây trời ơi, ông phá thì kêu mình. À, ông canh mè tốt thế nhỉ. Rồi, ráng chơi nào. À, hay quá, đúng lúc cái chiêu này của mình nó hồi xong.
Rồi giờ không lo sát thương nữa rồi. Tạm thời sao sao? Tạm thời miễn sát thương các bạn. Ai trời ơi, chiêu hút đầu quá lợi hại. Skill của Tanjiro các bạn. Rồi đây, tiền chưa đập đất. Ồ, mém thua. Rồi ăn được miếng kinh nghiệm. Rồi mà chưa đầy. Rồi khoan khoan để lưu game một cái. Bước đi được khá là xa rồi. Nó rush game cái nữa khá là mệt. Rồi ok, có cây vừa là vừa đất mà vừa lửa hả? Khá là ngon đó. Cây này tử không mà bây giờ mình cần cái tử hơn thì tử sát thương nó cao các bạn. Khoan từ. Để leo tiếp đã. Lên lầu rồi cái mình bật cái lấy kinh nghiệm ra xài. Đừng bắt đánh solo nữa thôi. Tại có lính đó mình càng lên nộ lẹ. Rồi đây. Có gì nào mình lên kinh nghiệm là mình lên cấp rồi hồi máu luôn. Đó rồi. Nó vừa là biết tiếng biết luôn thoái lúc nào, tất nhiên là đừng có chưa gì mình thoái thì lại dở. Nhưng mà của mình còn yếu nữa cho nên là chúng ta không nên làm ẩu. Nhưng mà nhìn chung trong những cảnh nào mà thấy đánh được thì chúng ta vẫn cứ đánh thôi. Rồi xong, tuyệt chiêu đây. Nãy giờ không phải bật nộ lên đánh đó nha mấy chú em. Chị đây mà bật nộ lên đánh rồi đừng có trách, đừng có trách à. Cửa mở rồi, ngon. Vô tiếp, đang có bút tốc độ mà lo gì. Cái đoạn búa rìu đó nó đẹp thiệt. Rồi, ok. Đây, chiếu đèn tiếp. Rồi, chơi. Ủa, tướng địch nó quay đường nào rồi? À đây. Thằng này thì không có khả năng kháng choáng rồi, mình đập nó bằng cái đòn hút đầu được. Rồi, ok, nhào vô. Giỡn cái chiêu chiếu đèn của chị mà được. Này thì ăn đòn ngay. Này thì đùa này. À, chưa lấy được nhiều đồ lắm nhưng mà ráng là sẽ được. Lưu ý là nếu mà các bạn có rush game các bạn vô lại nhiều khi nó sẽ lên mạng khác nha. Thành ra là quá trình chơi thì các bạn cẩn thận như mình. Bây giờ có đường đằng sau nữa à. À mà cứu cái thằng lính vận tải. Rồi, ok. Này thì rồi, ok, có cái gì đâu, chuyện nhỏ mà. Ồ, đủ 3 cây năng lượng rồi. Hay. Trời, tha hồ mà càng. Càng có tiền mà lo gì không càng. Ngại gì đâu, nhào vô chơi hết. Vô đây. À, tướng nhà Hoso à. Bật nộ lên chơi. Này thì đùa với chị. Rồi xong. Nói chung là đã có chiêu kiếm tiền rồi, chúng ta dư sức chúng ta kiếm lại đủ tiền để mà bù cái tiền chúng ta leo tầng các bạn. Leo một phát lên tầng 30 là tốn 3.000 đấy. Nhưng mà như chúng ta có chiêu lượng tiền nghĩa là chúng ta chịu khó làm cái nhiệm vụ này nó lấy tiền lại lẹ lắm. Rồi đây lấy cái tốc độ lướt cho nó lẹ coi. Đây.
À thằng này được buff hả? Thảo nào mạnh thế? À thằng này còn bắn. Này thì một hai ba rồi xong, hút đầu cho mấy phát đây. Giờ mới hiện lên, hồi nãy choáng mà chưa hiện các bạn. Ok, tha hồ mà càng. Ai chà, mà đánh này đánh như này là hơi bị mệt rồi nha. Tại vì nó sẽ đỏ nguyên cái phần này lên á. Đỏ độ 1 thôi chứ không phải đỏ độ 2. Đỏ độ 2 thôi nhưng mình chết rồi. Mà chúng ta chưa đủ sức để mà càn cái mức đó. Rồi đây. Đánh được thằng Ninja Master với mấy thằng cờ màn này cũng mệt lắm. Đúng là chúng ta không còn đánh đòn Hyper được nữa thôi. Không đánh được đòn hai bơ thì mình rất là bất lợi. Mặc dù mình vẫn đánh đòn mạnh được nhưng mà nó rất là bất lợi các bạn thấy không? Nó mình không đánh hất nó ra được mà cứ thế mình trúng đòn thôi. Nó lại được búp lên sát thương nó cao nữa, rất là mệt. Có mấy người này còn bắn súng nữa hả? Rồi, ok, sao? Màn này muốn cày cũng khó lắm các bạn, tại vì nó mạnh quá mình không cày được. Nó phải chết nhiều mà chết lẹ đó mình cày mới dễ. Rồi, đây tuyệt kêu luôn. Ha, hay quá. Gục, nhưng mà cũng trả được nhiều phần thưởng. Cái gì quýnh này mà được phần thưởng nhiều là tốt. Còn một cái cờ nữa. Đây cái thanh niên nó đâu rồi, biết ngay mà dễ gì cho qua các bạn không. Rồi đây Ninja Master hả, này Ninja Master này, bật cái sát thương nhân đôi sát thương lên nào. Này thì à có mấy thằng cặp súng ở đây nữa nha, coi chừng. Ây da, lợi hại dữ ta. Rồi, ok, hay quá, loại thằng cầm cờ này đó mới đánh nhau tiếp được. Mình không hề ngu gì mà lướt đâu, thấy mấy thằng cầm thiên đây là không có lướt được. Hay à, hơi đau rồi đấy, à, hay quá, đúng lúc. Đúng lúc quá. Rồi, khoan nhưng mà thôi, khoan bật để tuần sau bật. Rồi ok, lại biết là ngay lại chơi cái chiêu này mà. Rồi kỵ binh đúng không? Này kỵ binh. Rồi, à còn một thằng Ninja Master nữa. Rồi. Ngon thì xong lên đây, chắc hết. Không còn cái mấy thằng cầm cờ nữa thì mấy thằng Ninja Master này không có nghĩa lý gì với mình. Rồi, ok. Thân làm tướng thì trực tiếp ra đây so tài với mình nào. Vô đây, anh trai. Rồi, đây vừa đúng khách nộ. Vô đây. À khoan, lui ra xíu, chỗ đó ảnh bày trận, ảnh cầm súng, ảnh bắn là chơi không lại đâu. Ây da, cũng kinh đấy, nhưng mà mình có nhiều năng lượng lắm, mình để dành năng lượng cho lúc này mà. Đây. Đây, cho biết thế nào là hổ tướng nha. Rồi, hay quá, để lưu phát. Trận này đánh khó nhiều rồi, hồi chơi lại nó chắc khóc quá. Rồi, để coi nào. Ôi trời ơi, à, vừa có tử mà vừa có choáng nữa thì ngon rồi. Hai này đi với nhau thì ổng hạp lắm. À, không thể nào vừa choáng mà vừa bị đóng băng được các bạn. Rồi tiếp tục nào, ít nhất là thêm 2 tầng nữa.
Như là cái vụ leo tháp này chơi khá là vui các bạn. Giá trị chơi lại của cái bản Samurai Warriors 4 khá là cao. Ở đó bạn nào mà chơi Samurai Warriors 2 á, nó còn có cái phần chơi cờ tỷ phú nữa khá là vui. Nhưng mà tại cái bản nó cũ quá rồi, thành ra là giờ ít ai nhớ. Mà nhớ thì giờ chơi lại cảm giác nó không có đủ phê các bạn. Mà tất nhiên cũng chả ai cài mỗi game Samurai Warriors vô để mà chơi cờ tỷ phú cả. Này thì này giỡn chị. Giỡn với chị. Càng hết 3000 mấy chứ ít ỏi gì. Khoan để gồng. Hay à, phát đầu hơi hụt. Đúng rồi là canh hướng sai các bạn. Rồi thằng này né được cái đòn nhẹ nhưng mà lại trúng ngay đòn hút đầu các bạn. Rồi tiếp tục nào. Này thì nó tưng lên nhẹ rất là lợi. Đúng lúc nó rớt xuống rồi mình lại tung cái chiêu này nữa. Dính trưởng. Tiếc cái là Trúc Anh chưa có cái chiêu để mà lấy tum lẹ thôi. Mỗi lần Trúc Anh đánh là lấy được có một cái tum mà không có được hai cái. Chứ mà Trúc Anh mà giỏi lấy tum nữa thì cái màn này chúng ta phải nói là thu thập là hơi bị phê luôn á. Rồi đây. Phân thân ra mà đánh thì còn lẹ nữa. Ây da. Không cho mình gồng các bạn. Rồi ok, không cho gồng thì chém luôn. Càng hơi bị phê. Rồi không biết tướng nào đây à, còn 5 tướng luôn á nha. À chắc tướng nhậu đa rồi các bạn. Rồi khoan để bật cái này lên cho chắc ăn. Tiếp tục vô nào, còn đông mà. Ramaru gục luôn rồi. Đây tướng nào vô. Ô, chưa gục. Mình hơi chủ quan, bây giờ mới gục. Tướng thường nó gục thôi. Rồi bật lên chơi. Đánh còn lâu mà. Chà, bắn tên. Ồ, ông này là gia chủ nhà Mori các bạn. Ồ, đây là trận đấu với nhà Mori chứ không phải là nhậu đa. Ồ, nhà Mori đỉnh rồi. Nhưng mà vấn đề là nhà Mori đánh với biển với lại được cái thêm có tụi hải tặc thôi. Chứ nhà Mori cũng không mạnh lắm. Này thì giỡn với khả năng lướt của mình. Ôi chà, lợi hại. À, mà đầy chiêu lại rồi. Này thì gia chủ nhà Mori hả? Rồi. Không trúng đòn vật thì cũng chết như thường. Khả năng càng của chị là đỉnh lắm. Đừng có giỡn. Cái tăng cái hội chuyển này có gì chạy bộ cho nó lẹ các bạn. Rồi thời gian cũng gần hết rồi. Tại nhân vật mình còn yếu á, mình càng chưa có lẹ, chưa được cộng thời gian rồi đủ thứ. Càng chậm. Ồ, đánh với thanh niên này là hơi mệt nha. Rồi để coi khoan từ từ để coi thanh niên đó ở đâu. Theo lý thì mình cứ chạy theo đường này các bạn. Cứ chạy đừng để ý nó, chứ nó bị nó quýnh ráng chịu. Rồi vậy ở đây là xác định là không có thanh niên đó. Chúng ta chạy lên đây thôi.
À ha, thấy thằng cầm cờ rồi. Này đi rồi xong. Chỉ còn đánh chết được thằng cầm cờ thôi, mấy thằng kia quýu liền. Rồi bằng chiêu chiếu đèn. Nó chạy thằng kia, nó chạy chỗ đồng đội nó đó các bạn. Khả năng lướt của mình kém quá. Còn thêm mấy thằng cầm thiên nó cản nữa. Ây da, thêm mấy thằng lũ đạn này nó vừa có khiên vừa có lũ đạn nữa, đỉnh vậy. Ây da, không dùng thì chiêu không phá thế được rồi. Này thì bực rồi nha. Đừng làm chị bực chứ. Tưởng là có khiên là có lựu đạn là chị nể hả? Đánh hất văng ra sao liền. Dễ mà. Đây chúng ta có cái miễn sát thương rồi. Gì đây, thêm nữa hả? Mấy cái thằng ném lụ này nó lì quá các bạn. Này thì ném lụ nữa hết. Nó bám mình sát ghê luôn á. Rồi xong. Bật cái này lên nữa là miễn sát thương. Ấy da, ấy da. Ta không chịu nổi nữa rồi nha. Bật cái này, hai cái này lên luôn. Quê rồi. Bật lên hết. Đây, chơi luôn đi. Mấy giờ còn mấy ngày. Rồi, một tướng đã gục. Bật cái chiêu kinh nghiệm lên không có sai mà. Ồ, nó là hụt cái chiêu hút đầu. Quan trọng là cái chiêu hút đầu á. Ây da. Ồ, vẫn còn. Lướt lên không đúng chỗ rồi anh trai. À ha. Thắng nha. À thôi, mình nghĩ tới đây là ngưng được rồi các bạn. Tham quá là chết đấy. Tại nhân vật còn yếu này leo lên tầng nữa chịu không tận thấu đâu. Đánh màn này là thấy nặng rồi. Rồi ok, chủ yếu là giờ chúng ta lấy được cả đống đồ là thấy ngon rồi. Đây coi coi có món nào ngon hơn nữa không. Ok, à không, nhớ là cây này, hai cây này đều là đồ búp cả các bạn, đồ để ép. Rồi ok, chúng ta lấy được khá là nhiều ấy. Nhiều theo khá là nhiều, nhưng mà nhiều là nhiều loại chứ không phải là nhiều đồ. Chúng ta lấy được 3 cục tấn công, 5 cục phòng thủ, 3 cục tốc độ, 4 cục hỗ trợ với lại 2 cục đặc biệt các bạn. Đặc biệt thì ít xài lắm. Mạng dày vẫn còn là hơi ít. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.